Xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Bác Cường Sài Gòn Ô Tô. Thì hôm nay Sài Gòn Ô Tô mới về thêm một xe SUV gầm cao rất là nổi tiếng từ nhà Ford anh chị ha, đó là Ford Everest bản 2.0 Titanium. Xe này sản xuất năm 2020 và đăng ký năm 2020 và một đời chủ đập thùng luôn anh chị ha. Xe đi 57.000 km zin không tua và cam kết cho anh chị khách hàng là xe này không lỗi hộp số, động cơ, khung gồng và máy móc. Xe thì có tông màu là màu xanh nè và nội thất bên trong màu đen chị ha, xe còn rất là đẹp luôn, khách hàng đi giữ rất là kỹ. Thì đó, em mời anh chị cùng đi qua một vòng xe ha, mình xem qua rồi bắt đầu mình sẽ cùng em đánh giá chi tiết qua con xe này nó còn như thế nào sau gần 3 năm sử dụng ha và qua 57.000 cây đó. Xe cơ bắp của Mỹ anh chị ha, xe còn rất xe cứng cáp, full nắp xanh, đầy đủ xanh chị, và được chủ đã lên khá khá nhiều trang bị option để cho mình đi gia đình ha. Xe này là thuần chủng gia đình nha anh chị, không có kinh doanh gì hết nha. Đó, xe biển số cũng rất là đẹp, biển số tỉnh ha, 61A nè, 84859 ha. Rồi, rồi sau khi qua một vòng thì mời anh chị cùng đánh giá qua con xe ha. Đây, các phần chi tiết là xe đều trang bị là full đèn LED anh chị ha. Đó, đèn hệ thống LED bi projector nè, đó. Các chi tiết nè. Các chi tiết ron và các đường ghép nối còn rất là liền lạc ha. Đó, nước sơn hầu như là còn tới 99% nè. Đó, còn ba vỏ gai còn rất là dày ha. Đây. Đó. Rất là đẹp. Đây. Và gương chiếu hậu cũng xe này được trang bị cái cảnh báo điểm mù BSM chị cho mình chuyển làn đường gì đó an toàn ha. Đó, có cả bệ bước chân nè, rất là cứng cáp. Đó. Đây, xe này rất là nổi tiếng ha và bán chạy nhất phân khúc của Ford ha. Đó, thời điểm mà mua xe này anh chị khách hàng phải bỏ ra có gọi là tiền trên hoặc là phải mua phụ kiện anh chị. Đó, được chỉnh điện nè, nội thất về đây, nội thất là còn đẹp không ha, da nè còn căng bóng, chưa có bị nhão hay là rách gì anh chị ha, ghế da zin. Đó, các keo chỉ cửa thì cái này em cũng xin phép đi nhanh thôi tại vì không có lỗi nha, tất cả còn nguyên zin ha, chất xe thì khỏi bàn. Đó, này anh chị nào mà mình tới mình xem xe anh chị mua thì em bao anh chị là test hãng nè, mọi gara và có thầy thợ gì cứ thoải mái xem xe ha. Đó, ở phần nội thất phía sau nè, quay giúp em ha, còn rất là đẹp. Đó, căng nè. Xe này là bản máy dầu anh chị ha, dầu nhưng mà nó chạy cũng rất là êm ái ha, do là bốn cái vỏ còn rất là. Đó, đây cốp được trang bị hệ thống cúp điện anh chị, có trang bị là cảm biến đầy đủ nè, cảm biến gốc, cảm biến lùi ha. Đây, phần các bộ dụng cụ là còn đầy đủ. Đó, xe được trang bị cả cái đồ chỉnh điện nè cho hàng ghế phía sau nè, mình không đi á thì anh chị có thể là mình gập xuống để mình chở đồ đó, đi 4-5 người thôi. Đó, có cả cổng sạc 12V nè. Đó, anh chị thấy tổng thể em rất là rộng rãi ha. Đó, rồi đây các con ốc nè, chi tiết ốc là vẫn còn nguyên zin, mới chưa hạ, chưa có dấu tháo rời gì anh chị, một con xe nguyên zin. Đó, xe này bên em nó cam kết với anh chị là không lỗi lầm gì hết ha. Đó, rồi đây cũng đã được lên ốp cái nắp xăng anh chị, nhìn cho nó thẩm mỹ đẹp hơn ha. Thì xe này theo cái thông số xe thì về hỗn hợp thì chỉ 100 cây á, nếu mà đi đường hỗn hợp chỉ tốn 6 lít 7 6,7 lít dầu lên chị ha, trên 100 cây ha. Đó, vàng nội thất còn rất là đẹp. Đó, đi mới 57, đâu đó 57, 58 ngàn cây thôi. Đó. Đây, và cửa thì cũng được trang bị là nút nút nhấn nè, để mở cửa, lóc cửa anh chị. Nhìn nó cũng khá là đẹp, tay nắm mạ rơm ha. Đây, được trang bị cái ốp, có cả viền sáng đèn ha. Đó, cái keo chỉ cửa nè. Số km đây. Đây anh chị xem cú cái zin nha, 58.207 km. Đó, rồi đây vẫn là đặc thù trong bên trong khoang lái nè, phần vô lăng nè. Đó, anh đi giờ anh quay tổng thể qua cái ha. Đó, các chi tiết vẫn còn mới, trang bị đầy đủ option ha, đèn tự động, gương tự động. Rồi mời có đi vào nắp capo ha. Đó, nghe tiếng rất là chắc ha, giật zin.
nhẹ nhàng, 2 thanh thủy lực. Đây, bên em thì mới cho vệ sinh cái khoang động cơ ha, rất là bóng. Đây, quay gần giúp em các chi tiết nè, ốc nè vẫn còn chỉ đánh dấu của từ hãng luôn ha, nguyên zin hết. Đó, xe thì êm ái nhẹ nhàng, em mở động cơ lên cho anh chị mình nghe qua ha. Đó, chị coi nghe qua nè, tiếng máy nó rất là im ha, không có một chút nào là tiếng động mạnh luôn. Đó, chị coi rất là im. Đó, tất cả hệ thống, kể cả hệ thống điện vẫn rất là ok anh chị, không có lỗi lầm gì hết ha. Thì khi nào mà thiện chí muốn tới xem xe thì bên em vẫn còn bớt lọc cho anh chị để mình mua về mình sử dụng. Thì xe thì đang nằm tại 4041 Lương Định Của, phường An Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, anh chị khách hàng muốn xem xe thì cứ liên hệ trực tiếp với em ha. Và anh chị thấy hay thì đăng ký và like kênh cho em ha. Rồi, xin kính chào quý anh chị khách hàng.